Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và như cái tựa đề ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em một cái trích rất là đặc biệt, đó là hướng dẫn cho anh em mang dép bằng chân. Thì tại sao chúng ta lại là mang dép bằng chân mà không phải là mang dép bằng tay, đúng không? Tại vì tay của chúng ta đâu có chạm đất đâu. Không lẽ giờ chúng ta đi mà chúng ta bò giống như chó, đúng không? Đâu được. Cho nên là chúng ta phải đi bằng chân. Mà tại sao lại mang dép bằng chân, đúng không? Tại vì khi mà anh em đi ở trên đường ấy thì anh em sẽ đạp những cái thứ mà anh em làm cho cái chân của anh em bị đau. Đó là anh em sẽ đạp đinh này, đạp đá này, những cái vật nhọn mà có khi là đạp cứt. Thì khi mà anh em mang dép vô á thì anh em đạp những thứ đó nó sẽ đỡ đau hơn. Mà thậm chí là khi mà anh em đạp cứt á, anh em có thể dùng đôi dép đó anh em cạ xuống đường hoặc là anh em cạ lên tường thì nó sẽ đỡ dơ hơn, đúng không? Đấy, thì cho nên chúng ta phải làm mang dép bằng chân ha, chúng ta phải mang dép. Rồi thì để mang được đôi dép thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn thật là kỹ cho anh em ha, để anh em mang được đôi dép bằng chân. Đầu tiên thì anh em sắm cho mình một đôi dép. Đây là một đôi dép mà khi mà em mang á thì anh em mang giày, chứ không lẽ giờ mang giày, đúng không? Người ta mang là người ta phải mang đều vô chứ đâu phải mang ngược lại ha, chứ cũng không thể nào mà mang được xỏ vô giày được, mà phải là mang giày. Người ta nói á, mang dép trái là bú giái ông này, không được, không được nha, phải mang dép phải, cho nên là mang giày, đúng không? Nên là mang giày mới đúng ha. Rồi. Ngoài cái chuyện mang dép bằng chân thì đôi dép còn có rất là nhiều công dụng ha. Đôi dép còn có rất là nhiều công dụng. Ngoài cái chuyện mang vô chân ấy thì anh em có thể chọi, có thể dạy ha. Thằng nào mà nó nói chuyện mất dạy là anh em cầm đôi dép lên, anh em tán vô mặt nó cho mình. Đó, tán vô mặt nó cho mình. Wow. Thì cái đôi dép không làm cho cái đối thủ nó xỉu được, nhưng mà cái độ mạnh của nó, anh em nghe một cái bột đó, với lại cái độ mà dính đôi dép lên mặt á, làm cho anh em phê. Cho nên là thằng nào mà kiếm chuyện anh em là anh em sử dụng dép, anh em tán vô mặt nó cho mình. Bởi vậy người ta nói có một cái câu nói là sắp dép phang nhau quá, sắp dép chọi nhau, chứ không lẽ giờ tụt quần ra chọi lộn, đúng không? Không lẽ giờ quýnh lộn ra mình cởi áo mà tụt quần ra mình chọi nhau, quýnh nhau, đúng không? Cho nên phải dùng dép ha. Đôi dép nó có rất là nhiều công dụng ha, đôi dép có rất là nhiều công dụng, cho nên anh em sử dụng đôi dép để ngoài việc để mang, nó còn dùng để tự vệ, nó còn dùng là để đạp cứt, để chà lên ha. Rồi thì tại vì hôm nay mình làm ca chiều cho nên mình không có chơi game cùng với anh em, cho nên mình không có biết làm cái gì cho anh em coi á, cho nên là mình làm mấy cái clip nhỏ nhỏ vậy cho anh em cho vui ha. Thì anh em nào mà yêu mến mình ha, anh em nào mà thấy thích mình ấy thì cứ đăng ký kênh cho mình nha. Rồi đừng nghĩ gì bậy bạ nha anh em, đây là clip làm vui cho nó vui thôi. Rồi anh em nhớ ủng hộ mình nha. Chào tạm biệt anh em.